Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 2, các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa nhỏ, mưa phùn. Miền Trung thì vẫn duy trì tình trạng mưa rào nhẹ về đêm và sáng, còn ở miền Nam là những ngày đặc trưng của mùa khô. Cụ thể, ở miền Bắc, khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông tạo đà cho thành phần gió Đông Bắc đến Đông đưa ẩm từ biển vào. Không chỉ duy trì tình trạng mây nhiều ở miền Bắc, mà với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nơi đón lượng ẩm lớn từ đới gió này, sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và hiện tượng sương mù trộn lẫn. Nhiệt độ vì thế mà duy trì ổn định ở phía Đông Bắc Bộ, cao nhất ngày trong khoảng là từ 18 đến 20 độ. Trong khi đó ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì có nắng về chiều, mức nhiệt cao nhất trong khoảng là 23 đến 25 độ. Rét chỉ xuất hiện về đêm và sáng, còn ngày thì nắng ấm. Với các tỉnh miền Trung, trời nhiều mây ở Bắc và Trung Trung Bộ, song mưa chỉ còn diễn ra rải rác ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì trong khoảng là từ 19 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là từ 23 đến 26 độ, trời lạnh. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nắng gián đoạn, mức nhiệt phổ biến trong ngưỡng là 27 tới 30 độ, trời mát mẻ. Còn ở phía Nam, trong hôm nay những cơn mưa trái mùa sẽ không còn, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ trở lại với thời tiết nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ tăng lại lên mức là từ 29 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh miền Nam, nhiệt độ là 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là hiện tượng sương mù trên khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục xảy ra về đêm và sáng, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc ở mức là cấp 4, cấp 5. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc giảm còn ở mức cấp 4, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng. Những thông tin trên đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 16 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.